Hello, xin chào anh em, mình là Hợp và mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc Orient Star nữa, cũng là thuộc dòng Orient Star Moonface với mặt đeo màu trắng. Đó, chiếc Orient Star Moonface màu trắng này thì sẽ có, như bạn thấy ở đây là cái mã của nó là REAM0005S00B. Đó, và khác với chiếc kia là mặt đen thì mình sẽ có chiếc này với mặt màu trắng, và các chi tiết của nó thì cũng được làm với cái màu để cho nó nổi bật trên cái nền trắng của mặt dial này. Các bạn có thể thấy là chiếc này với cái mặt trắng thì chúng ta sẽ có cái sự tinh tế và trang nhã riêng. Bộ kim của chúng ta thì đã được làm giống như là nung xanh, bộ kim thì mình nghĩ nó cũng làm nung xanh khá là đẹp. Và bộ kim này các bạn nhìn ngoài nó sẽ còn đẹp hơn là mình quay video các bạn nhé. Thì nó sẽ bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 5 kim. Một kim power reserve ở góc 12 giờ, một kim chỉ lịch ngày góc 6 giờ, phía trong cái lịch ngày là cái sắp đều moonface, và ngoài ra là ba cái kim chính của chúng ta, kim giờ, kim phút, kim giây. Logo Orient Star Automatic thì vẫn được làm với cái bằng thép không gỉ và nổi đặt ở lòng trong. Lòng trong của chúng ta vẫn có những cái vân giống như là cái OS này. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ. Trên mặt dial trắng của chúng ta thì những cái cọc số của chúng ta đã được sử dụng, đó là mực đen để chúng ta in lên đó, và rất là nổi bật trên cái nền trắng này. Ngoài ra thì mặt trắng kim xanh thì mặt trắng với kim xanh thì nó gần như là một cái sự kết hợp nó rất là lâu đời rồi, và thực sự nó đem lại hiệu quả rất tốt về mặt thị giác và cũng như là vẻ đẹp thực tế. Các bạn có thể nhìn thấy là cái bộ kim nung xanh này rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì ôm moonface của chúng ta ở góc 6 giờ thì cũng là một trong những cái tính năng cao cấp nhất trên dòng Orient Star. Mà như các bạn thấy, các bạn đừng nhầm đây là Sun and Moon giống như là dòng Sun and Moon nhé, đây là moonface đàng hoàng luôn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ có ở đây là một cái thân bằng thép không gỉ và một sợi dây thép với ba chỉ, và sợi dây thép này khá tương đồng với những cái dây Seiko đó, và một chiếc Orient Star moonface với máy automatic, máy 46 FS7, và bộ máy này thì sẽ có 22 chân kính, 21.600 tần số động, và các bạn có 40 giờ tích cót. Cùng với đó là những cái chi tiết ở đằng sau được hoàn thiện rất là đẹp với những cái đường vân sớ riêng của Orient Star. Chiếc đồng hồ này thì có size 41mm và có độ dày vào khoảng tầm 13mm. Chúng ta sẽ có độ chống nước là 50M tương đương với 53, và được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản. Hợp với tay anh em, tay khoảng 16cm là chúng ta đeo chiếc này dễ dàng, và khi lên tay thì nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đó. Chiếc này thì cũng có cùng giá với cả chiếc màu đen, là bên mình bán với mức giá là 23.990.000 so với cái giá retail chính hãng là khoảng 39.500.000. Thì đây là một cái mức giá rất là tốt sale đợt này, vẫn được hưởng chế độ bảo hành 2 năm bên mình. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Orient Star này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.